Chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tham gia cái kèo tiền tươi của Binance tại tham gia gọi là tham gia trả lời câu hỏi để nhận tiền tươi luôn. Tiên mọi người sẽ vào ứng dụng của nó và kéo sang cái thanh banner này. Kéo thanh banner này. Phần learn và earn này, đấy, learn và earn đấy. Mọi người sẽ click vào banner đấy nhá. Rồi. Tiếp theo kéo dưới. Nhớ là tài khoản phải đã được xác minh rồi nhé, những tài khoản chưa được xác minh sẽ không được đâu nhé. Là thì nó sẽ có cái chương trình trả lời của cái token Gu này, Gu Network này, Terra này, Polka Starter này, ARKL đấy, thì nó có phần thưởng đây ghi luôn đây này, 24 ARKL, còn đây là 2 đô Pol, 1 Luna, 1 đô UST và 1 đô ACN, tương là cái này kiểu này là 3 đô nhá. Gu là 2 đô. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách trả lời cái gu nhá. Là từng cái một cái kết quả đáp án mình sẽ để phần dưới phần mô tả cho mọi người. Thì mọi người kích vào Slack code này. Vâng, xem video của nó nhá. What is Woo Network? Trading Xem crypto video can của be nó một full of hurdles. With so tí. many centralized and Biết decentralized exchanges tìm available, hiểu về many suffer token. from low liquidity and a poor user experience. Traders simply want their Chụp orders kích to be sang filled. ngang này. Đấy. Thì để bắt đầu trả lời câu hỏi thì mọi người click vào cái nút Start Quiz trên này. Trước tiên mọi người ai tham gia nhìn ai xem video kỹ thì mọi người có thể tự trả lời được, còn không mình sẽ để đáp án để mọi người tham khảo thôi. Cái đó 1 ở D nhé, 50%. Cái submit và tiếp theo, câu trả lời tiếp theo. Đáp án 2 là A nhé. Quick. Mọi người cứ đúng trả lời lần lượt như thế. B, câu 3 là D. 4 là A nhé. Năm E. 1, 2, 3, E là cái cuối cùng. 6 là B. 7A B Synapse. 8E hết cuối cùng. Câu 9 là A là Chu nhá. Rồi. Người suốt. Đấy. Nó ghi là kết quả này. Bạn đã hoàn thành quiz mà chúc mừng bạn đã kiếm được 2 đô hút chết trong reward center. Đấy. Thì tí mình trước sau mình trả lời hết mấy cái phần này đã nhé. Ru rồi, cái Terra Luna rồi nhá, mình trả lời rồi nhá. Terra Luna rồi. Tiếp theo mình sẽ trả lời cái Pol. Cũng xem video như tương tự như vậy thôi mà. What is Polka Starter? Polka Starter is a Polka decentralized fundraising platform. Their services enable innovative crypto projects to kích kick. sang ngang luôn, có xem ít thôi nhá. Rồi start quit. Câu 1 sẽ là B. Submit. Tiếp theo. Câu 2 là A nhá, true. 3 là C. 4 C cuối cùng ấy. 5 là A nhé, 6C, 7C, 8 là A và D này, Wizard. Đấy, chúc mừng bạn. Tiếp theo, trả lời cái khác nhé, U rồi, Terra Luna rồi, Post rồi, thì cái tiếp theo là ARKL. Bấm như vậy thì mọi người cứ làm như thế đấy nhé. Trả lời lúc này thì tí mình sẽ đăng nhớ cho mọi người tất cả các đáp án ở đấy. What is Anchor? Kèo khá Anchor hơn. is a decentralized Web3 infrastructure provider that helps developers decentralized applications. Mình trả lời tiếp. Con ARKL thì một là B, một đáp án B. 2D. Câu 3 là A.
4D nhá. Con 5 là A này. 6A. 7B. 8A. 9D. 10A. Jesus. Đấy, chúc mừng bạn đã kiếm được. Tiếp theo, còn cái một cái nữa là cái xin B mà không biết có đâu nhỉ. Tiếp theo này xem nào. What is cryptocurrency? A cryptocurrency is a digital asset with a primary function to work as a medium of exchange value. Hiện tại thì còn có bốn cái này thôi nhá. Ok. Đây là các đáp án của mình, nó đang trong process thì mình sẽ chờ nó. Mình sẽ chờ khi nào có kết quả, khi nó trả thưởng về thì mình sẽ update cho mọi người nhé. Ok.